cái địa điểm tiếp theo mình sẽ tới đó, các bạn, đó chính là cổng trời Quản Bạ. Các bạn, cái địa điểm tiếp theo mà khi các bạn chạy lên đó, chạy lên Quản Bạ và Đồng Văn ha, thì các bạn sẽ thấy đó chính là cổng trời nha các bạn ha, Bắc Sung Bách ha. Thì các bạn vào đây nha, thì ở đây á, thì các bạn phải mua vé nha, một vé 35 cành ha các bạn. Thì các bạn sẽ được vào tham quan cái chỗ này và chụp ảnh check in ha. Và nước á, nước cũng rẻ các bạn, giống như nãy các bạn thấy phải không, đi thật sự đi lên cái hang động kia nên quá trời nhưng mà các bạn bây giờ đi uống bò cụm mới đi tiếp nổi nè các bạn. Thì giờ các bạn hãy cùng với Ninh ha, nước thì chỉ có 15 ngàn thôi, nếu mà các bạn mua mấy cái nước nước ngọt giống gì nè chỉ có 15 ngàn thôi. Bây giờ follow me và đi theo Ninh thấy các bạn bước vô là bạn thấy nè nha. Wow, nguyên một con đường thổ cẩm ha. Thì các bạn thấy sơn rất là đẹp nha các bạn, sơn đẹp luôn á đó. Nè các bạn nè nha, các bạn thấy không, xin hãy giấc lì đã. Thì các bạn thấy nè ha, đó, nguyên một cái đoạn đường thổ cẩm đó bên đây nữa nè, các bạn thấy đẹp không, nhắc đẹp ha. Bây giờ tiếp tục đi cùng với Ninh. Wow. Các bạn ơi, hai bên hàng là hoa giả quỳ các bạn, đẹp tuyệt sắc. Các bạn lên đây các bạn nhìn qua cái hướng đối diện này các bạn ơi, các bạn thấy nguyên một cánh đồng hoa giả quỳ nữa nè. Nó cánh đồng thì hơi quá, nguyên một cái sườn luôn các bạn, nguyên một cái sườn núi toàn hoa giả quỳ ha, trông rất là đẹp các bạn ơi. Đây thật sự là một địa điểm rất là đẹp các bạn nên đến tham quan nha, đẹp lắm. Và bây giờ mình vô trong các bạn, thì ở đây á thì người ta sẽ làm một số cái tiểu cảnh để cho các bạn chụp hình đó, giống như là Đà Lạt đó các bạn. Thì ta làm một số tiểu cảnh ha, thì trước mắt nên thấy được cái tổ chim đó các bạn. Trước mắt của các bạn là một cái tổ chim nè. Ôi. Wow. Các bạn ơi, view thì đẹp bao vô đói luôn các bạn. Wow, view quá là đẹp. Nhưng mà ở đây á các bạn, nó cách Đồng Văn á, nó cách Đồng Văn tới còn cả 100 cây số nữa các bạn là mới tới Đồng Văn nha. Thì các bạn nào nếu mà đã book khách sạn ở Mèo Vạc ở Đồng Văn á, hay là những cái khu ở Đồng Văn á, thì các bạn nên ấy nha, các bạn nên đi sớm nha, đừng có lưu lạc như Ninh nha các bạn. Bây giờ là cũng là 12 giờ mấy rồi mà Ninh vẫn còn ở đây ha. Tại vì khách sạn của Ninh là ngay ở Quản Bạ các bạn, nên là cũng khá là gần ở đây rồi. Còn khoảng mười mấy 20 cây nữa là Ninh đã tới rồi các bạn, nên Ninh mới cho giạc nha. Còn các bạn nếu ở Bà Vạc thì các bạn nên đi. Rồi khi nào các bạn về lại á thì các bạn hãy ghé ở đây để các bạn check in nha. Ôi ở đây đẹp lắm các bạn ơi. Ở đây các bạn nhìn một cái khung cảnh núi non trùng trùng điệp điệp các bạn. Các bạn nhìn nè nha, rất là trùng trùng điệp điệp luôn. Kìa các bạn thấy không, ôi cái lá cờ nước Việt Nam mình chúng ta bay phấp phới trên kia nhìn rất là đẹp hả các bạn. Có mấy anh Tây kìa, trời mấy ảnh quá trời, mấy ảnh mà ảnh thả dáng các bạn, đẹp lắm đó nha. Bây giờ mình lên chở nha các bạn, bắt đầu mình lên đó ha. Wow, bạn thấy hoa giá quỳ đẹp không, đẹp để lại bình luận của các bạn bên dưới nha. Bên đây là tổ con chim gì bự dữ gì các bạn, nên nghĩ cái này chắc là tim đại bàng luôn á các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, wow. Tổ chim quá bự, bự dữ lắm luôn á. Wow, đi tiếp các bạn ơi. Thôi ở đây nên sẽ đi tiếp đi ha, đi tiếp đi các bạn, đi lên trên nha, lên trên đi. Tục là các bạn sẽ có rất nhiều cái nơi, nó giống như là ở này nó là thành một cái hình vòng cung nhỏ dần lên tới trên đấy các bạn. Wow. Bạn nào đặc biệt là những bạn nữ, các bạn đi group ha, ở đây tha hồ mà các bạn check in chụp hình các bạn ơi, quá đẹp. Nên thấy cái vị trí này quá đẹp, nhưng mà cái đợt này đi hơi tiếc nói chút xíu á các bạn, là những cánh đồng á đã được thu hoạch hết rồi ha, thì lúa thì cũng đã được thu hoạch và bắp cũng được thu hoạch luôn các bạn. Nên các bạn nhìn vô mấy cái sườn núi á, các bạn thấy đôi lúc nó bị lấm chớm á, thì nhìn nó không đẹp lắm ha. Thì giống như lúa người ta đã gì ngô á là người ta đã thu hoạch rồi, nên là các bạn nhìn thấy nó sẽ không đẹp ha. Wow. Nhưng mà ở đây á, những tiểu cảnh chụp hình thì vô đói các bạn ơi, quá đẹp. Nha, yeah, nhấp miếng nha các bạn.
Rồi các bạn ơi, chúng ta đã tới cổng trời đây rồi. Các bạn thấy không? Rồi đi nha. Rồi các bạn ơi, tiếp theo á là các bạn sẽ đến một cái khung cảnh hình trái tim rất là dễ thương các bạn. Hai người mà cùng chụp hình á, tình nhau mà chụp hình ở đây thì thôi xuất sắc các bạn ơi, quá đẹp. Quá đẹp các bạn. Ở đây quá xuất sắc. Cảnh này quá đẹp. Thật sự mà nói nha, nên rất là thích cái lưới này các bạn. Đặc biệt là những cái nơi mà có biển á các bạn. Nên cực kỳ thích cái lưới luôn các bạn ơi. Nhưng mà nên sợ rẫy quá. Đứt quá. Rồi thấy đẹp không? Các bạn ơi, ở đây tiếp tục có một cái tiểu cảnh nữa trong giá lời sinh ha. Có những cái này giống như là mấy cái đồ người ta bắt cá á các bạn ha, nhờ đang bằng tre ha, nhìn dễ thương lắm các bạn. Ở đây các bạn tha hồ mà chụp hình nha. Trời ơi, ở đây đẹp lắm các bạn ơi. Wow. Các bạn ở đây các bạn có thể nhìn núi non trùng trùng đẹp. Nhưng mà chút xíu nữa thôi các bạn lên trên kia nó còn đẹp hơn rất là nhiều nha. Chút xíu nữa thôi, chúng ta chỉ cần lên thêm một vòng tròn nữa thôi nha. Tiếp theo đó là mình sẽ lên những cái bậc đá ha. Những cái đá lên đây sẽ có một số tiểu cảnh rất đặc biệt các bạn. Thì ở trên đây mới gọi là cột cờ nè, cái gì cổng trời này các bạn ơi. Ở dưới này á, chỉ là những cái mà nên vừa rồi review với các bạn á, chỉ là tiểu tiết cho nó vui thôi nghe các bạn, đẹp hình ảnh thôi. Nhưng mà trước đó thôi mình qua cái xích đu trước đi các bạn, xích đu đẹp quá các bạn ơi. Wow. Trời ơi. Ê. Chỗ này thật là biết làm luôn á các bạn, quá đẹp. Nó làm những tiểu cảnh á giống như là nên cảm giác nha, cái này giống như là tổng hợp tất cả của những quán cà phê tiểu cảnh ở Đà Lạt lại á các bạn, để thành ra được một cái điểm này á. Nhưng mà thật rất là sáng tạo, nhưng mà nên cũng không biết là của ai trước ai sau nha các bạn, nên là nên cũng đùa thôi nha. Nhưng mà nên thấy rất là đẹp, các bạn làm những tiểu cảnh rất là thích ha. Như thế này hai á, bữa nay thời tiết á các bạn nó không có nắng nên đi thật sự rất là mát mẻ luôn. Và thật sự nên thích cái điều này các bạn, tại vì thật sự đi mà nắng quá thì mình cũng mệt ha. Mà bữa nay thời tiết á, nên tưởng đâu nó mưa các bạn, nhưng mà cuối cùng nó không mưa. Nó cũng rất ưu ái, cho nên trong thời tiết này nên rất là thích các bạn. Ở đây rất thích luôn. Cái cổng trời này các bạn làm cho nên nhớ tới cảm giác giống như là đang ở bên Nhật, bên Hàn á các bạn. Ngày xưa đi Hàn Quốc nha, rồi cũng có mấy cái kiểu tựa gì, nhưng mà cái này nhìn cảm giác nó giống như là Nhật hơn các bạn. Nhật thì nên chưa được đi ha. Nhưng mà nên sẽ tới đi Nhật thôi, nên đi thế giới ha các bạn ha. Sau khi nên đi Việt Nam thì cũng sẽ nên đi thế giới thôi. Làm cổng trời rất là xinh ha các bạn, đẹp không? Đây là một trong những cái điểm nhấn mà nên thấy là khác biệt so với những cái tiểu cảnh khác ở Đà Lạt nha các bạn. Đó là có cái cổng trời nè, mà thấy đẹp không? Còn lại là nấc thang lên thiên đường nè. Oh wow. Rồi những cái này thì nên thấy nó cũng khá cơ bản ha. Mong chờ nhất không phải là cổng trời mà là trên cái cột cờ này các bạn ơi. Rồi nha, thì ở trên này nên sẽ tổng hợp lại một số địa điểm cho các bạn có thể check in nha. Cổng trời, rồi nấc thang lên thiên đường, những cái tiểu cảnh hình trái tim, rồi những cái nơi tổ chim ha. Còn đây có bàn tay nữa nè, chắc bàn tay của chúa quá. Ok, bên đây có thêm bàn tay hình trái tim bằng rơm ha, rồi hình trái tim đủ loại, nói chung là rất nhiều ha các bạn. Ở trên này các bạn có thể được ngắm được hết luôn, nhưng mà đặc biệt á là nhìn rất tự hào về cái cột cờ các bạn ơi, lá cờ Việt Nam chúng ta bay phấp phới luôn các bạn, bay rất là cao. Ở đây mình nhìn được toàn cảnh luôn, rất là nhiều ha, quá đẹp các bạn ơi. Thật sự ở đây nhìn đẹp thiệt, quá đẹp, quá xuất sắc. Mà các bạn á nhìn nè nha, những cái đám mây nó bay lơ lửng trên những cái ngọn núi này các bạn nhìn nè, nhìn vô cùng đẹp thật sự.
nên rất là recommend các bạn đến với Hà Giang nha các bạn, dù đi mới tới đây là chưa có đạt tới đâu hết trơn, chưa có tới được cái địa điểm nào hết trơn á, mới tới đây thì thấy nó rất đẹp rồi á. Thì những ngày tiếp theo là các bạn nhớ nha, nhớ follow kênh để coi được những cảnh đẹp tuyệt vời ở Hà Giang cùng Ninh 5 ngày 4 đêm nha các bạn nha. Thì ở đây chắc Ninh sẽ kết thúc tập đầu tiên nha các bạn, tập này khá dài rồi ha, với những địa điểm cũng rất là thú vị. Thì tiếp theo tập 2 chắc Ninh sẽ làm ở cái khu resort Ninh ở cũng rất là đẹp các bạn, khu đó cũng rất là rộng ha, tới nghe các bạn nói là tới 20 hectare, khu đó rất là đẹp luôn, và kiến trúc thiết kế thì rất là của người Hơ Mông luôn. Nên các bạn nhớ đón xem nha, tập 2 Ninh đi Việt Nam, Ninh đi Hà Giang nha các bạn. Cái địa điểm tiếp theo mình sẽ tới các bạn đó chính là cổng trời Quảng Bạ. Các bạn thấy không, xe đậu quá trời nè, mà trước đó thấy có cái quầy hồng để ăn thử hồng, nó ngon hơn các bạn. Tiền à? Anh thử được không em? Anh thử được. À, cảm ơn. Vâng. Các bạn thấy không? Cái hồng này nó nhỏ xíu à. Nó khác hồng Đà Lạt ha. Đà Lạt bự là bự, hồng này nhỏ xíu à. Một bịch gì là bao nhiêu tiền anh? 140. À dạ. Bịch gì là 140 ngàn nha các bạn. Vào để ăn thử ngon không? Wow, ngon xuất sắc các bạn ơi. Ngồi xuất sắc luôn. Đi các bạn. Ở dưới này là gì anh? Núi đôi mà anh đang nhìn mãi từ đâu, có phải như ở chỗ kia. Ôi, ở cái vị trí này vô cùng đẹp các bạn. Đẹp xuất sắc luôn. Thật sự nên định dừng cái tập vlog ở chỗ cái cột cờ kia rồi các bạn, nhưng mà qua thôi mày làm thêm ở đây luôn nha các bạn, trên đường đi tới cái resort luôn nha. Đó là cổng vào Quảng Bạ nha các bạn nhìn nè nha, ở cái vị trí này rất là đẹp luôn. Wow. Thì ở đây á các bạn, người ta nói là có một cái núi đôi, nhưng mà nên chưa nhìn thấy được cái núi đôi nằm đâu. Núi đôi còn đi một đoạn nữa. Đoạn nữa hả chị? Vậy cái này là chưa tới núi đôi nha các bạn. Còn đi một đoạn nữa mới tới cái núi đôi. Đoạn nữa. Chỗ này là mới là địa điểm cho mình ngồi là check in chút xíu thôi, chụp hình chút xíu thôi nha. Đây cũng có quán cà phê kế bên cũng đẹp lắm các bạn. Tự động nên đang chờ đứng chụp hình đấy các bạn. Thì các bạn thấy có một cái ánh sáng tự động nó chiếu xuống, nó xuyên qua cả những cái tầng mây dưới cái sương mù không các bạn. Nó chiếu xuống rất là đẹp ha. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn, nhìn rất là xinh. Wow. Đúng là thiên nhiên bữa nay rất là ưu ái cho nên các bạn ơi, đi dừng rất là xa mấy ngàn cây số ra tới đây ha. Giống như là cái thị trấn thì phải các bạn. Thị trấn hay cái huyện gì đó các bạn ơi, Quảng Bạ nha. Quảng Bạ Hà Giang ha. Thì đi thấy để chữ Quảng Bạ thôi đi cũng không biết là thị trấn Tam Sơn. À Quảng Bạ Hà Giang. À các bạn. Ở đây thì cũng rất là vui ha. Thì ta đang treo cờ rất là nhiều nè các bạn, không biết là cái ngày lễ gì ta, sắp tới ngày lễ gì? Ngày lễ gì ta? À. Ồ, ở đây có mấy cái hồng nhỏ này các bạn, cái hồng này nãy đi ăn thử rồi rất là ngon nha các bạn. Ngon lắm luôn á, ngọt lắm nha. Rồi chúng ta thì tiếp tục tới cái địa điểm của Ninh nha các bạn. Let's go. Rồi, các bạn ơi, khi mà Ninh chuẩn bị qua Quảng Bạ đi vô cái resort của Ninh ở các bạn, thì Ninh thấy cái tiệm bánh của chị này ngon quá, không biết bánh gì nữa nên hỏi thử cái. Chị bánh mình là bánh gì vậy chị? Bánh phai, bánh ngô, bánh chuối hả? Chị bán sao, giá sao? 10.000 ba cái hả? Còn xúc xích?
À vậy chị lấy cho em 2 cây xúc xích loại 10.000 nha. Dưới bánh này mỗi thứ 2 cái ha. Còn cái này là cái dùng làm gì? Ăn cùng với cái bánh hả? À? Với xúc xích luôn. Còn chị làm bánh là nguyên liệu sao? Bánh này là bột gạo, cái này là bột gạo, bánh này bánh bạc này, cái này là bánh ha. Wow, cái này là bột gạo với hành hả chị? Đúng rồi, đây là anh áp ra lên chứ chưa có. À, bột gạo với hành nghe các bạn, các bạn thấy hấp dẫn không? Còn cái này? Cái này là bánh chuối. Bánh chuối hả? Bánh khoai. À, mở lên coi được không? Đây là bánh khoai hả? Thái Lan hả? Thái Lan. À cái này bánh chuối, thấy chị này chứ bỏ vô không các bạn? Tức là chị này chỉ làm bên đây chứ ép cái chuối này nè. Các bạn thấy không? Ép chuối thảy vô đây là bánh chuối. Còn bên đây chị ấy cái này lên được không chị? Cái này coi. Đó, bánh bắp. Đó. Các bạn thấy không? Cái chảo dầu của chị Chiên nè, nhìn chắc hấp dẫn ha. Wow. Chị là chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bán từ mùa này thì chị bán từ 2 giờ, mùa hè thì chị bán từ 3 giờ, chị bán giờ gì đấy, đến tối. À rồi. Bao nhiêu tối ngày bán được bao nhiêu chị? À chị bán vài cân thôi. Chị bán lúc buổi chiều á. Xin lỗi chị tên gì? Chị tên Hiền. Chị Hiền ha. À các bạn nói sao vậy, dễ hiểu nhất ta. Cái tiệm bánh của chị Huyền á là gần cái trường trung học phổ thông huyện Quảng Bạ nha các bạn, đối diện qua. Đúng rồi. Ở ngoài sau là cái sân động này các bạn. Chiều chị mới bán ha. Rồi các bạn có tết ăn nha, lát lên review tiếp. Rồi các bạn ơi, sau khi mà thời gian chờ đợi ha, thì cái bánh đã ra nè. Mà thấy không, xúc xích nên kêu 2 cây luôn, sáng dành đi nên không ăn. Chị ăn từ cái lúc phở tới giờ luôn các bạn, chạy lo chụp hình check in, check in review. Chưa ăn luôn. Rồi thứ hai là mấy cái bánh này các bạn. Bánh bánh chuối ha, bánh chuối rồi bánh phai lan với bánh bắp. Mỗi thứ nên kêu 2 miếng để ăn. Và ở đây nó có cái đặc biệt là cái gỏi này nè các bạn, giống như đu đủ á. Đu đủ người ta ngâm á để ăn kèm á, người ta rất hấp dẫn nha. Ở đây có nước nữa nha các bạn, combo có thêm nước nữa. Đồ ăn có thêm nước nữa, nước mía uống cực kỳ ngon. Thêm cái nước xấu nữa các bạn. Bạn nào thích uống nước xấu thì uống nha, thì kêu cả hai luôn. Và cái điều các bạn thấy cái gói này không? Cái gói xôi hồi sáng lúc mà đi ăn phở đó các bạn. Có thể tập này có thể là nằm trong tập 1 hoặc là tập 2 nha các bạn. Nếu mà tập cái này nằm trong tập 2 thì các bạn xem lại tập 1 để bạn hiểu được cái gói xôi này đâu xuất hiện nha các bạn. Thì nên đi ăn phở ha, thì cái gói xôi này á nó xuất hiện ở cái bên quán phở. Cái chị bán xôi các bạn thấy hấp dẫn chưa? Trời ơi nó hấp dẫn này các bạn ơi. Oh. Đó, các bạn thấy chưa? Cái xôi chưa? Xuất sắc chưa các bạn? Rồi các bạn ơi, nhân tiện đây nên review hết luôn bài. Rồi. Trước mắt ăn thử cái xôi này các bạn, cái xôi này rất là hấp rẳng dẳng luôn nha các bạn. Cái xôi này nha, vừa có trứng, vừa có chả, vừa có trà bông. Bạn thấy không? Và bạn nhìn cái hộp xôi nó rất là bự luôn các bạn. Để từ sáng tới giờ biết ăn còn ngon không nữa. Nhưng mà hồi sáng nóng hổi luôn á, rất là ngon nha. Nè các bạn nhìn nè, hộp xôi rất là bự. Có thịt nè, thịt bằm trà bông nữa. Đặc biệt là cái trứng các bạn ơi, hấp dẫn lắm nha. Wow, xôi ngon tuyệt hảo các bạn, ngon cực kỳ luôn nha. Các bạn nhớ tới thành phố Hà Giang thưởng thức cái xôi này nha các bạn, kế bên quán phở Nghĩa. Nếu các bạn muốn chi tiết thì xem tập 1 hoặc là cái này vô tập 2 nha. Rồi, với thời đó mình sẽ review cái món này. Xúc xích thì khỏi bàn nha các bạn, xích đầu cũng vậy ha. Nó không được yêu xích mà niềm niềm vô cái bánh này. Cái bánh này nha. Thôi bóp tay đi các bạn ơi, ăn cho nó nhanh nha. Nhìn đói quá rồi. Rồi các bạn nhìn nè. Wow. Ngon lắm, cái chung món này ăn dặn nghĩ rất là ngon. Đây các bạn nhìn nè nha, đằng sau lưng nè, bây giờ dân rất là đông rồi. Nè các bạn nhìn nè. Tức là cái bắp đó các bạn. Cái này là cái bắp nha. Bắp tươi chỉ trộn với bột, chiên lên thôi. Cái này ngon. Ngon lắm luôn á. Ngon nha. Để ăn thử cái gỏi đủ ra. Wow. Cái gỏi đu đủ này giá là vừa ăn luôn các bạn. Ăn ngon lắm nha.
để lên tiếp cái bánh chuối nè. Bánh này bánh chuối nè. Nè thấy không? Hấp dẫn lắm. Ngon luôn các bạn ơi. Ngon luôn. Ngon nha, ngon. Để đi kiếm cái bánh bánh gì ta? Cái bánh pha lan. Đúng rồi. Bánh pha lan nha, để anh ăn cho các bạn xem. Nói chung là cái này là địa điểm ăn vặt. Buổi chiều ha, thì nãy chị có nói rồi ha, thời gian thì các bạn biết rồi. Điểm ăn vặt anh thấy khá ngon nha các bạn, này ngon á. Tiếp đi comment cho các bạn. Bạn nào thích ăn vặt tới địa điểm này, nước uống rất ngon nha. Nước sấu uống rất là ngon. Nó chua chua nha các bạn. Cái sấu này uống nó chua chua nha. Nên là các bạn nào cái gu của nước sấu này hãy uống nha. Còn ở đây nước mía các bạn. Nước mía là nó thơm đậm chắc cái mía luôn. Giống như là cái mía, các bạn vừa chặt xong các bạn đem ra các bạn uống luôn. Nói chung là nên thấy đi dọc đường thôi các bạn. Hoặc là nên thấy mấy cái quán lề đường á. Trong thứ nhất này đó là sạch sẽ nha. Thứ hai nữa là từ trái cây hay là tất cứ cái nào á, nhìn rất là tươi sống luôn các bạn. Những cái chợ phiên, những cái chợ mà những người ta bán chầm hởm ngoài đường, dọc đường thôi, nhưng mà rất là nhiều khách du lịch ghé mua và hầu như là rất là tươi, giống như là trái cây đều là tươi, đều là được cắt rồi. Rau thì được lặt trong ngày luôn các bạn, củ lặt ngày. Các bạn nhìn này nha, có điều nên thấy mắc cười. Thì bước đầu tới mình tối bản bà, bạn các bạn thấy không, những cái hoa tan lát mạch này người ta đang đưa vô chậu á các bạn, chuẩn bị cho festival hoa và tuần sau nha. Tuần sau nên thật sự nó là tiếc nói nên không có đi được cái festival hoa này, nó tuần sau mới diễn ra ha. Thì thôi bây giờ thưởng thức cái này, rất mong là các bạn sẽ yêu quý những thức phim đi làm ha, và những địa điểm cũng rất là thú vị để cho các bạn có một lần trải nghiệm tới Hà Giang nha. Nói chung là Niên cũng mới lần đầu thôi các bạn, nhưng mà Niên mong rằng những cái recommend của Niên cũng giúp ích cho các bạn nha, cho chuyến đi của các bạn. Bây giờ Niên bắt đầu ăn và về nhận phòng. Bye bye. Các bạn ơi, thì Niên sẽ bắt đầu vào quầy lễ tân ha. Thì mình sẽ bắt đầu mình check in và mình nhận phòng nha các bạn ha. Rồi. Ok rồi. Cảm ơn. Rồi. Rồi, ok. Niên sẽ bắt đầu vô nhận phòng nha các bạn. Lễ tân đúng ra 14 giờ là Niên nhận phòng rồi, nhưng mà Niên phiêu lạc giang hồ các bạn, ở đây chụp hình tùm lum check in nhiều chỗ ha, tới bây giờ mới nhận phòng. Rồi em. Cái nước này nước gì em? À đây là Hormone Green Tea. Chào mừng khách bên em ạ. À Hormone Green Tea. Dạ. Hormone Green Tea. Cái nước nhìn đẹp ha các bạn, cái nước xanh xanh ha. Cái nước này sẽ chào đón cái gì là Welcome Green đó các bạn. Welcome Green đó. Wow, uống cái vị đã lắm các bạn, nó chua chua mà nó thơm thơm em ha. Dạ. Làm từ gì em? Dạ. À cái này là công thức pha chế riêng của bên em ạ. Vâng. Uống ngon lắm các bạn, có gì các bạn đã lên thử nha. À. Trong phòng bên em ấy thì có trà, cà phê ở trên đồ ở trên bàn ấy là miễn phí ạ. Còn đồ trong tủ lạnh thì là tính phí. Và nhà hàng bên em thì phục vụ bữa sáng từ 6:30 đến 9 giờ. Trong phòng nếu như có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ thì anh bấm phím 1 gọi lễ tân nhé. Còn khi mà anh cần xe điện thì anh vui lòng di chuyển qua quầy lễ tân giúp em. Em sẽ báo xe điện. Đón anh. Dạ. Bởi vì là xe điện bên em sẽ không đi qua sân cỏ. Nó sẽ... Nếu mà chuyển đồ thì bên em sẽ cố gắng hết
sức có thể đi qua sân cỏ chuyển đồ hộ anh. Phòng của mình gần thôi ạ. Gần, vâng. Thì là bởi vì xe điện mà di chuyển qua sân cỏ thì sẽ làm bị bật cái đá sân ấy. Nên là bên hạn chế hết mức. Tới nay thì không biết là nhà hàng đã điện tư vấn anh đặt ăn chưa ạ? Điện rồi. Dạ, vâng, vâng. Sau đây là em sẽ dẫn lại phòng nhé. Phòng của anh là phòng anh sao? Đây là khu vực phòng nghỉ cộng đồng ạ. Phòng nghỉ cộng đồng, vâng. Với sức chứa khoảng 26 khách, tầng 1 có 13 giường, tầng 2 cũng 13 giường ạ. Vâng. Thì cái khu này là dành cho công ty. Vâng ạ, vâng ạ. Hoa này là em quên mất tên. Em quên mất tên. Tự nhiên đấy, quên mất tên. Đây là cây đào bên em. Đều tất cả các cái cây này đều được bên em đánh về trồng. Đánh về trồng, đánh. Vâng. Đánh đi mua ở bà con ấy, cây đào. Vâng, nó không phải tự nhiên là mọc. Có, vâng. Tất cả đều là được đánh em... đánh về trồng. Vâng. Trai có những phòng gì đấy em? Trai gái hả? Dạ, em giới thiệu với anh một chút về khu hạng phòng này bên em. Đây là phòng cộng đồng. Ở bên cạnh cái phòng cộng đồng đấy thì bên em hạng phòng này bên em thiết kế theo lối kiến trúc của người Mông, là trình tường hoàn toàn bằng đất. Cái tường dày này là hoàn toàn bằng đất hết đấy, không có bất cứ xi măng hay gì, chỉ có bên em phụ thêm chất phụ gia để cho nó mịn hơn. Ồ, đất sét luôn hả em? Vâng, không, thêm chất phụ, đấy là đất, đất ở đây luôn, không phải đất sét. Đây không ạ? Vâng. Các bạn ơi, cái tường này các bạn là bằng đất đó nha. Mà đất ở đây luôn, nhưng mà đất sét. Nó kết hợp thêm với một con da, con da được, nó cứng cáp cả này nè các bạn. Cả trăm năm đó em. Vâng, cái này là cái căn phòng cộng đồng lớn này lấy kiến trúc từ một căn nhà người Mông Cổ ngày xưa ạ. Kiến trúc căn nhà người Mông Cổ hả? Vâng. Thơ Mông là có gốc từ Mông Cổ hả? Không, ý em là người Mông ngày xưa ấy. Người Mông ngày xưa. Vâng. Các cái trụ này ấy, thì bên em có sử dụng bằng bê tông để cho nó chắc chắn hơn. Cái ngôi nhà cổ đấy thì là cột nó là cột gỗ, nhưng mà bên em sẽ sử dụng bê tông giả gỗ để cho chắc chắn. Ở phía dưới chân cột là hình gì? Anh có nhận thấy nó là hình gì không? Đó, nó là hình hoa anh túc, hình cái quả. Cái quả gì? Quả thuốc viện đó. Quả anh túc. Dạ, quả anh túc hả? Vâng. Vâng, đúng rồi đó. Rồi các bạn ơi, thì cái chỗ này phải không? Dạ. Hồi nãy em nói cái chỗ này đúng không? Vâng ạ. Các bạn thấy không, cái chỗ này là cái hình cái hoa anh túc đó các bạn. Hoa anh túc là người ta để chiết xuất cho làm thuốc viện á. Đúng rồi. Mà tại sao lại lấy là cái chỗ này? Không, bởi vì ngày xưa ấy, người Mông ngày xưa là nhà nào có điều kiện thì có trồng và buôn bán hoa cái hoa anh túc này á. Thì hai hạng bột bên có 4 phòng riêng bên này, được đặt tên lần lượt là anh trai, em gái, chị gái. Wow. Vâng. Nhưng mà nếu mình em đọc cái tên này là Nịa Lầu. Nịa Lầu. Vâng, tiếng Mông là Nịa Lầu là Nịa chị Lầu. Gái. Em gái là Nịa Lùa. Nịa Lùa. Vâng, em trai là Mê Cư. Mê Cư là em trai. Mê Cư là em còn, trai. Vâng, anh trai thì là Ti Lầu. Ti Lào. Ti Lào. Ti Lào. Bữa nay đi ở phòng Ti Lào các bạn. Vâng, đối với người Mông ấy thì là người anh trai ấy sẽ là người ở trên và bảo vệ gia đình. Cho nên là phòng anh trai sẽ là phòng ở tầng trên. Trên hả? Vâng, trên để bảo vệ. Gì sao nhảy xuống kịp em? Bảo vệ gia đình, phải dưới bảo vệ. Em ở phía bên kia ạ. Rồi, ok, nhà hàng đẹp quá. Vâng. Em lên trước đi. Các bạn ơi, thì bây giờ các bạn sẽ đi cùng với Đinh lên cái này nha. Thì tổng cộng có bao nhiêu phòng anh trai em? Phòng anh trai à? Em chỉ có duy nhất một phòng thôi.
Vâng, em có 4 phòng khép kín trình tường. Wow, chỉ có duy nhất một phòng anh trai. Vâng, có 4 phòng khép kín trình tường. Phòng chị gái, phòng em gái và phòng em trai. Trên bàn xếp đồ uống miễn phí ạ. Còn trong tủ lạnh thì bên em sẽ tính phí. Phòng này thì bên em thiết kế theo đúng lối kiến trúc cổ, giữ nguyên bản, sẽ không có điều hòa. Có sáng rồi nữa không em, hay tối gì ta? Hạng phòng này là bên em sẽ để điện như thế này để cho rồi. Kiểu kiến trúc cổ. Các bạn xin mời các bạn làm cái mini bơm tour nha. Đây các bạn bước đây, các bạn thấy nhìn rất là ấm cúng ha. Cái này là cái kiến trúc theo kiểu của người Hơ Mông luôn hả em? Vâng, đúng rồi ạ. Rồi. Em có thể nói từ ngoài sao được không? Dạ. Ví dụ như trên đây bức tường này, cái bạc trang sức này của người Hơ Mông là cái nghĩa gì em? Cái này là ở trên bàn là xét đồ uống miễn phí này, tủ lạnh bên em ở đây, đồ trong tủ sẽ tính phí này. Còn ở đây thì đây là cái trang sức vòng cổ của người phụ nữ dân tộc Mông. Đây là hoa tai của người phụ nữ dân tộc Mông ạ. Còn bên cạnh là cái vòng tay, còn tất cả những cái hoa, những cái này là họa tiết trang trí cho trang phục. Dạ. Cái miếng này em thấy đẹp quá. Cái này là nó là thổ cẩm, nhưng mà nó không phải là thổ cẩm mà được làm từ vải lanh. Hai cái gối này của bên em ấy thì chính xác là được làm từ vải lanh. Lanh cái này làm bằng thủ công ấy, làm bằng tay ấy. Thủ công bằng tay. Đúng luôn. Rồi, đúng rồi ạ. Làm thủ công tại luôn. Đúng rồi, cái này cũng bằng tay luôn. Wow. Dạ. Còn cái quan này là. Dạ. Dạ. Đúng rồi, tối thì mình sẽ lấy màn xuống. Đấy là máy sấy tóc ạ. Ở bên trong là hai bộ quần áo tắm ạ. Được, cái này được làm bằng vải lanh. Ồ, cũng vải lanh luôn. Đúng rồi, làm bằng tay dệt thủ công. Ở đây có làng dệt nổi tiếng, dệt lanh Lùng Tám với cả Tỉ ấy. Thì là đây là bà con dệt từ được trồng từ cây lanh. Ngày xưa là người Mông là tự thêu dệt quần áo ấy. Cây lanh. Vâng, sử dụng cây lanh để dệt. Qua rất là nhiều công đoạn khác nhau. Tới đây mấy hôm nữa sẽ có lễ hội dệt lanh ở Cán Tỉ đấy. Vâng ạ. Vâng. Dạ vâng. Ở hạng phòng này thì bên em sẽ thiết kế theo đúng lối kiến trúc truyền thống ấy, thì bên em sẽ không lắp điều hòa. Tuy nhiên là vào mùa đông thì sẽ hạng phòng này nó sẽ ấm, mùa hè thì sẽ mát, bởi vì đấy là nguyên lý của trình tường đất là nó như vậy. Vâng. Tức là cái vâng. Mùa hè nó sẽ mát. Dạ, em chào anh nha. Em cũng nhiều. Dạ vâng vâng. Em tên gì? Xin lỗi, em tên gì? Em tên là Vàng Thị Bà, em là nhân viên lễ tân. Vàng Thị Bà. Vâng ạ. Vâng. Bà chào mọi người nhé. Vâng. Chào mọi người. Okay. Em chào anh nha. Em sẽ xin phép người lễ tân. Chào các bạn nha. Thì hồi nãy là bạn lễ tân đã nói cũng đã khá là chi tiết rồi ha, nhưng mà Ninh sẽ có một số điểm nhắn thêm cho các bạn nha các bạn. Cũng giống như mỗi tập thường Ninh của Ninh ha, thì các bạn thấy không, ở đây á các bạn, là cái phòng của Ninh á, là các bạn thấy nè, cái phòng tít lầu là anh trai ha các bạn. Thì đối với người Hơ Mông á, cái anh trai á là người sẽ ở trên lầu để bảo vệ cho gia đình ở dưới ha. Rồi các bạn nhìn ra nè, ở đây có một cái view các bạn ơi, vô cùng đẹp luôn, các bạn nhìn về tất cả đồi núi chập trùng luôn ha. Và ở đây á các bạn, đặc sắc nhất của nó là cái hồ bơi vô cực nha các bạn. Thì để ngày mai ha, Ninh sẽ in những hồ bơi vô cực để gửi đến các bạn. Và bây giờ á là các bạn hãy nhìn qua cái kiến trúc một lần nữa nha các bạn, đi vào đây để Ninh nói chi tiết hơn ha. Thì á ở đây á, nó kiến trúc á, về cái tường là mình không nói rồi ha, về cái phần cái trang này thì mình cũng không nói luôn, tại vì em đã nói rồi. Thì ở đây á các bạn, thì nên nói về sự tiện nghi nha. Thì ở đây á thì welcome drink đó, thì nãy thì có nước uống nha các bạn, thì bây giờ có thêm trái cây ha. Thì ở đây thì người ta cho mình trái quýt nè, giống trái quýt hay là trái cam mình đấy, bự bự nè đó. Rồi thứ hai nữa, các bạn cũng có máy đun nước ha, có khăn giấy. Ở đây là cái gì,
Wow, các bạn ơi, có nguyên cái tinh dầu xả luôn các bạn. Người ta cho mình nguyên cái tinh dầu luôn. Tinh dầu này cũng khá là mắc tiền nha các bạn. Rồi ha, rồi có trà, cà phê. Còn cái này là cái gì vậy ta? À, cái này là cho cái quạt gió ha các bạn. Cái demote của quạt gió ha. Thì ở đây cũng có cái điện thoại để các bạn liên lạc. Ở đây các bạn nè, mấy bạn thấy không? Người ta làm một cái cửa gỗ rất là đẹp ha các bạn, giống như của người Hơ Mông á. Ta tái hiện lại ha. Thì cái tường bằng đất, rồi ở trên là những cái đèn màu đen, nhìn trong rất là điểm nhắn ha, tạo cái điểm nhắn. Nhìn thích nhất là các bạn biết sao cái giường này các bạn. Cái giường này nha các bạn, nhìn này. Cái giường cái gỗ nó vô cùng bự luôn các bạn. Giống như từ những cây gỗ rất là bự các bạn, nó liên kết lại ha. Còn ở trên này giống như là những cái nứa nó đang lại ha. Còn trên này giống như là một cái điện thoại, nó là cái gì ta, cái giá cái gì. Giống như là một cái sàn hay là một cái đó, nó làm lên một cái cũng rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà những cái nước gì nhìn rất là nghệ thuật ha các bạn ha. Nước trên tường ha. Còn ở đây là bắp nè các bạn. Mấy cái ấy của bắp đó các bạn, người ta phơ khô, người ta dán lên. Còn ở chính giữa là thông ha. Và ở trên này nó có một cái mùng dạng cái mùng vuông ấy các bạn. Phủ xuống một cái là nó xuống luôn. Còn em nó nói là cái này rất là hay nha các bạn. Hay ở chỗ là cái này được đan bằng tay. Hai các bạn được đan bằng tay luôn. Và hai cái gối này nè, hai cái gối trang trí này cũng được đan bằng tay luôn các bạn ha. Và nếu mà các bạn nhìn kỹ ở dưới này nè các bạn, là có đồ xông tinh dầu nha các bạn. Dưới chỗ này ha. Thì tiếp theo nãy em nó nói rất là nhanh, thì nên muốn nói chi tiết hơn về cái phòng ha. Thì trong đây có hai bộ áo, có hai cây dù. Là trên này thật sự mà nói á, thì thời tiết nó cũng nắng mưa thất thường nha các bạn, nên người ta chuẩn bị cho mình dù ha. Ở những cái resort thì không thể nào thiếu áo rồi. Trong đây có cái tủ đựng đồ dơ, mà đồ dơ cũng làm từ nứa luôn, rất là thân thiện với môi trường ha các bạn. Còn bên đây người ta có nguyên một cái máy xé tóc mà ta để cho một cái túi. Cũng nhìn thấy họa tiết cũng giống như của người Hơ Mông á các bạn, nhìn cũng rất là cưng ha. Nói chung nghĩa là cưng. Còn dưới này thì ta có dép cho mình nè. Các bạn thấy không? Đôi dép nhìn cũng dễ thương ha, chữ VIP nữa. Trời, nhìn cái thấy là mình được VIP liền. Rồi vô đây các bạn. Ở trong cái nhà tắm này á, thì nó được ốp bằng gỗ. Bằng gỗ thì nó cũng có khăn cơ bản ha, mà đều bằng gỗ ha. Thì nó có thêm một số cái này, nói chung là cũng cơ bản thôi. Nhưng mà nên thấy có cái này đẹp. Cái ly thật sự nếu biết sao các bạn, nên rất là thích ly sứ. Và thứ hai nữa là có nguyên một cái khay cũng rất là dễ thương ha các bạn, về cho các bạn vệ sinh cá nhân ha. Rồi ok, nói chung rất là cơ bản. Nói chung mọi thứ đều rất là cơ bản cho cái phòng tắm này ha. Cơ không có gì đặc sắc nhất là cái tường này thôi các bạn. Và cái phòng các bạn nhìn thấy cái phòng rất là ấm cúng ha. Nếu các bạn nhìn kỹ các bạn thấy cái phòng cực kỳ ấm cúng các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn lần nữa nha, rất ấm cúng. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Và tiếp theo ha, là Nin sẽ vệ sinh cá nhân và Nin sẽ tiến hành tiếp một cái lần thứ hai, đó là đi ăn tại cái nhà hàng. Tại cái nhà hàng tối nay cũng rất là đẹp các bạn. Và ở đó cũng bí mật đi, để xíu Nin sẽ nói với các bạn thêm nha. Bye bye. Hello mọi người nha, kinh tế đi Việt Nam chào tối mọi người nha. Thì chào mọi người tối ngày đầu tiên ha. Thì đi cũng đi các bạn. Đi tới được mọi thứ nó đã sẵn sàng rồi các bạn. Wow ơi. Wow, tối đêm nay á các bạn nên kêu cái lẩu nha, nhưng mà các bạn nhìn nè. Rồi cái lẩu này chắc 6 người ăn chưa hết nữa các bạn. Cái lẩu này thì có giá 6.000 nha các bạn, đã bao gồm mọi thứ rồi. Thì cái buổi ăn tối nay á các bạn, thì sẽ có Phụng nha, thì sẽ có Phụng tư vấn cho Nin trong cái buổi tối hôm nay cùng với các bạn nha. Thì Phụng ơi, đây Phụng, đây. Phụng ơi, em có thể chia sẻ cái buổi ăn tối hôm nay không em? Tại không gian khu nghỉ dưỡng 20 lít thì mình có đặt set lẩu bên em là lẩu cá tầm. Thứ hai nữa sẽ có ba món đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông ở đây để thưởng thức và trải nghiệm. Thế thì em xin giới thiệu về món lẩu trước ạ.
lẩu với em là lẩu cá tầm. Đợi tới khán giả đi, anh dừng nữa tới khán giả đi. À vâng, đi từ khán giả dạ. Đi từ tới khán giả. Rồi rồi. Đến đi. Dạ. Về lẩu cá tầm. Về lẩu cá tầm thì bên em có được nước lẩu thì dùng từ nguyên liệu là có mẻ, mẻ là nguyên liệu chính để tạo độ chua. Độ chua cho cái nước dùng. Vâng. Thứ hai là nó sẽ có hoa hồi và thảo quả. Cái này là hoa hồi. À vâng, đúng ạ. Ở hoa hồi nè. Cái này là thảo quả nè. Đây đúng ạ. Rồi. Rồi. Sao nữa em? Và ngoài ra thì bên em còn trong nước dùng thì còn có hành, hành tây, những gia vị của đặc trưng của địa phương. Anh cầm cho. Rồi, nói đi. Và về cái đặc trưng của lẩu cá tầm bên em ấy thì cái cá tầm thì bên em sử dụng nguyên liệu thịt cá là tại địa phương luôn ạ. Thì nuôi tại địa phương cách đây khoảng vài km thì với cái nguyên liệu cá tầm ở đây được nuôi với nguồn nước nó trong và sạch thì cái cá nó sẽ ngon và dai hơn so với những cái cá mà mình nhập ở dưới các thành phố lớn lên ạ. Nhưng mà cái nguồn nước có quan trọng không Phụng? Dạ. Thưa anh và thưa các bạn, với nguồn nước để nuôi cá tầm thì phải rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại vì cái nguồn nước sạch ấy, thì cá tầm thì nó ôm nguồn nước sạch, mà nước càng sạch thì nó sống càng khỏe. Và sống khỏe thì cái chất lượng thịt nó lại càng ngon và càng tươi ạ. Vậy nếu mà cái con này ngon nhất là khoảng bao nhiêu ký em? Dạ, thì nó sẽ ngon nhất và mình có thể ăn được. Với cái số lượng mà con thịt cá mà ngon nhất thì mỗi con khoảng khối lượng khoảng 3 kg, 3-4 kg thì nó sẽ thịt nó sẽ ngon, nhất là miếng nó đều, nó nhiều thịt nó đều và nó sẽ dai và ngon hơn so với những con mình còn chưa đủ, còn đang ít tuổi hơn một chút, ví dụ như khoảng tầm 2 cân chẳng hạn thì nó sẽ cái thời gian nó chưa đủ đến và mình dùng thành nguyên liệu ạ. Nhưng mà tại vì thật sự anh ở Hà Giang anh chạy lên thấy là cái nguồn nước á, cái nguồn nước quá sông luôn rồi, nó trong mà nó trong tới giống như là màu xanh ngọc bích luôn em. Dạ. Đẹp, anh thấy nó rất là tốt lắm rồi, cho nên nuôi cá. Dạ. Rồi. Em có thể chia sẻ những cái đồ ăn kèm với cái lẩu này không? Dạ vâng. Về cái lẩu cá tầm của bên em thì đồ ăn kèm của bên em sẽ có bao gồm có rau, rau đấy ạ. Rau. Rau. Rau hết các bạn. Rau địa phương luôn ạ. Rau địa phương. Em có thể nói tại sao đặc điểm gì của nó không? Dạ vâng. Các bạn là rau của bên em thì là rau địa phương, thứ nhất là có rau cải, giống cải đây là giống rau cải mèo ạ. Được người bản địa, người dân tộc Mông ở đây theo giống và sau đó mọc lên thì cái cải này thì nó sẽ hơi có lông một chút và hơi có lông và thay là nó sẽ hơi đắng hơn một chút. Cái này em. Dạ vâng đúng rồi. Cái này nó mấy bạn nhìn nó giống như cải bãi xanh hay là cải ngồng Đà Lạt luôn nha các bạn. Cái này là cải ở đây luôn đó. Rồi thứ hai là cái rau này nè em, anh thấy cái rau này ở, đi dọc đường nhiều người bán lắm, cái rau này đặc sắc lắm em. Dạ vâng. Tại vì có một anh cũng người dân tộc nữa, anh có chia sẻ cho anh từ chiều nay á, cái rau này có thể chia sẻ thêm cái rau này không? Dạ vâng. Rau này thì rau ngũ gia bì, ngoài công dụng là làm thức ăn và ngoài công dụng làm thức ăn thì nó còn có công dụng là làm thuốc ạ. Làm thuốc nữa này. Làm thuốc vâng. Thì thường nó sẽ chế biến như thế nào thì nó ngon nhất? Với rau ngũ gia bì này thì các bạn nó có thể thứ nhất là ăn cùng với lẩu, mình nướng trực tiếp vào lẩu. Thứ hai là mình sẽ xào với trứng và một chút tỏi. Cái rau mình nó nên thuốc là nó trị cái bệnh gì em ơi? Về cơ bản thì nó tốt cho sức khỏe đó. Nó hỗ trợ tốt cho sức khỏe và mình sẽ ngủ rồi ăn uống nó tốt hơn một chút. Rồi, tại thật sự nói khi mà anh đi từ Hà Giang chạy lên đây thì anh thấy dọc đường nó rất là nhiều những bạn tập quán những cái rau củ quả ven đường á em. Thì không biết cái anh thấy rất là tươi ngon. Thì anh thấy nó là thường một cái số lượng bán hàng ngày nó cố định không hay là nó sẽ có như thế nào? Dạ vâng. Cái thời gian bán nữa. Dạ vâng. Về cái nguyên liệu rau ở trên này thì bà con thường sẽ sử dụng và bán hết trong một buổi chứ không phải một ngày đâu. Một buổi luôn. Có nghĩa là buổi sáng thì bà con sẽ ra đồng hoặc là lên nương để hái rau, sau đó về bán cho bữa trưa. Sau sử dụng hết. Sau đó chiều thì bà con lại lên nương hái về bán. Và cái nguồn nguyên liệu này nó sẽ luôn tươi ngon, không bị tồn đọng từ ngày này qua ngày khác. Giống như là người ta đã căng đông đo đếm được cái số lượng khách luôn đúng không? Thường nó là bán cho khách hay bán cho nhà hàng nhiều em? Ở đây thì thường
thì sẽ bán cho khách du lịch nhiều hơn, tại vì nhà hàng thì ở trên này hiện tại cũng vẫn có, nhưng mà vì cái số lượng nhà hàng thì nhiều khi bà con cũng chưa cái đủ cái số lượng để mà cung cấp ấy, tại vì thường bà con đây trồng thì nó cũng không hẳn là quá nhiều, nó chỉ thực ra họ chỉ để phục vụ trong gia đình thôi, và họ đang ý là cũng dùng không hết ấy, thì người ta bán mất đi một chút thôi, dư một chút phải không, dư một chút em không có từ đây ngoài phải không? Hay ha. Rồi sau khi mình nghe sự chia sẻ của Phụng mình rất biết được nhiều thứ hơn đúng không các bạn? Thật sự mà nói đi, nhìn cái lẩu này chắc là 4 người ăn chưa hết luôn á các bạn, rất là nhiều ha, thì cá tầm là nguyên một con luôn nè. Em thì còn anh thấy bữa nay là nếu mà ở đây á, thì được ăn thêm món đi kèm nữa, thì em có thể giới thiệu sơ về cái món này không? Dạ vâng, giới thiệu anh bên khu nghỉ dưỡng bên em, thì đối với khách nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Hamon Glit thì sẽ được tặng 3 món dân tộc, đấy là 3 món truyền thống của đồng bào dân tộc Mông ở trên này, là 3 món truyền thống của dân tộc Mông ạ. 3 món này thì ngày xưa người Mông ở đây hay dùng để làm lương thực chính, nhất là món đầu tiên là món mèn mén, mèn mén là bột ngô ấy ạ. Mèn mén em, dạ, và... nó là mèn mén hả? Dạ. Dạ. Nó là bột ngô. Đó, bột ngô ạ. Thì cái này ăn cách sao ạ? Với cái bột ngô này thì bên em xay ra, bột ngô xay ra, sau đó đổ lên, và bên em phải qua 2 bước đổ. Và đổ 2 lần thì nó mới lên được. Sau đó mình có thể dùng luôn, nhưng mà bên em hiện tại đang cải tiến một chút để cho nó dễ ăn hơn, là bên em có rang và cho thêm hành, cho thêm trứng và cho thêm chút dầu vào để nó cho tăng cái vị lên ạ. Nó ăn dễ ăn hơn một chút. Với cái món này thì trực tiếp luôn ạ. Và anh mình tiếp luôn. Rồi cái món này là cái món gì vậy? Giới thiệu với các bạn, đây là món thứ hai, là món thắng cố ạ. Thắng cố hả? Vâng, thắng cố với thắng cố của Tây Bắc thì nó sẽ làm từ ngựa. Ngựa em? Từ ngựa, vâng, nhưng mà đấy là của Tây Bắc. Còn bên em thì sẽ sử dụng từ bò. Bò hay em? Vâng, với nguồn nguyên liệu từ bò thì nó sẽ dễ ăn hơn so với từ ngựa. Tại vì ngựa thì nó sẽ có mùi hơn một chút, đặc trưng hơn một chút đấy. Thì với cái bò thì bên em cũng đã chế biến để hợp với khẩu vị của những anh chị cô chú từ thành phố lên, mà có về các bạn nếu mà không thưởng thức được cái tây đặc sản của Tây Bắc thì cái này nó sẽ dễ ăn hơn nhiều so với đấy. Và nó sẽ dễ ăn hơn. Rồi còn cái món này tôi xin giới thiệu món thứ ba là món canh tẩu chúa. Canh tẩu chúa chính là cái tiếng của đồng bào dân tộc Mông ở đây người ta để gọi trong món canh này đấy. Và với món canh tẩu chúa này thì nguyên liệu chính là sẽ nấu từ đậu phụ non cùng với rau cải, và rau cải đây cũng chính là cải mèo, cải Mông đấy ở đây đấy. Mèo cải Mông các bạn. Sau đó thêm một chút gia vị và thêm canh nữa là nó tạo nên một món canh tẩu chúa. Và món này thì ăn rất là mát, nhưng mà mùa hè ấy, sẽ rất mát cho người. Cái nữa cũng là một món để mà giải rượu ấy. Và mình uống rượu thì mình có thể thêm bát canh tẩu chúa nó sẽ uống được nhiều hơn đấy. Wow, hay quá. Rồi các bạn thấy rồi, sau khi mà nghe Phụng, nghe chuyên gia tư vấn cái là mình nghe cái đồ ăn nào thấy cũng ngon. Rồi quyết định lên đây thì xứ sở xe lành lạnh không thể thiếu rượu đấy các bạn. Thì thôi để cho em chia sẻ thêm về cái rượu này luôn đi. Để cho các bạn, đây là rượu Ngô Thanh Vân. Cái rượu Ngô Thanh Vân nó có thương hiệu là Ngô Thanh Vân và được sản xuất ở tại huyện Quản Bạ luôn, tại xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ. Và đã được đăng ký chất lượng đảm bảo đủ tiêu chuẩn để lưu hành trên thị trường. Rượu này thì cũng về cơ bản cũng khá là nhẹ thôi ạ, nó chỉ 25% độ cồn ấy. Thì nó cũng dễ uống. Cái chai này thì khoảng 2 người có thể uống một chai này là đẻ luôn. Rượu này thì được nấu bằng men lá, và có vị có hương rất là thơm. Khi mình uống thì mình sẽ cảm nhận được cái vị, thứ nhất là vị ngô. Cái vị, tại vì thế nó là rượu ngô ạ. Rượu ngô thì nó cái vị ngô nó sẽ sốc lên. Từ đó cùng với một chút men lá. Men lá thì ở đây là cái men lá thì là được làm từ rất nhiều loại lá rừng và quyện với nhau để làm thành men. Sau đó mình gửi với cái bột, gửi với ngô ạ. Ngô sau đó mình mới nấu rượu thì nó sẽ ra được cái rượu ngô này. Kỳ công ha. Kỳ công. Ủ bao lâu em? Ủ khoảng tầm 1 tháng đấy ạ. Và mình phải ủ hết trong 1 tháng cho nó mình có thể nấu được. Để làm ra chai rượu này là muốn uống liền luôn các bạn. Yeah. Uống liền luôn, sao mày thôi cho mày thử luôn đi em. Thôi thử luôn đi Phụng. Yeah. Cho hấp dẫn ha. Wow. Cái nắp sáng tạo vậy. Em làm gì em uống được không? Anh em mình cùng đi ha. Rồi. Mời em luôn.
thấy phụng gió là thấy hết sức là chuyên nghiệp quá. Rồi mời phụng nha, sức khỏe ha. Vâng, cảm ơn cho anh. Wow. Vâng, ở đây có một cái văn hóa là uống rượu xong thì bắt tay ạ. Bắt tay ạ. Bắt tay anh. Ừ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi, cái này để ăn cái gì ạ? Vâng. Với cái mực tạt này thì ăn cùng với lại cá tầm. Thì cá tầm thì chấm với xì dầu mực tạt. Nó ăn gần giống như kiểu sashimi một chút đấy. Rồi. Rồi. Chấm nó sẽ ngon hơn. Rồi, rất là cảm ơn Phụng nha đã chia sẻ nha. Thì sau khi mà Phụng chia sẻ các bạn, mình thấy mình học được nhiều cái hay ha các bạn ha. Ở từng vùng miền nó có nhiều cái hay khác nhau ha. Thì nên rất là mong những cái thức phim này sẽ được mang đến các bạn, và các bạn sẽ đi đến Hà Giang nhiều hơn nha, để được thưởng thức những món ngon trên Hà Giang ha, cũng như Đồng Văn, cũng như Quảng Bạ nha các bạn nha. Cảm ơn em. Các bạn ơi, các bạn thấy không, nên thấy một cái điều nên rất là khâm phục của tỉnh Hà Giang á các bạn, là những người dân cực kỳ thân thiện các bạn, và giống như là mỗi bạn đều có một cái selling skill riêng á các bạn. Khi mà chúng ta nói tới một cái là các bạn rất là hào hứng trả lời ha. Nói chung là cái tinh thần của các bạn rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nói chung là nhìn thấy nhiệt tình lắm luôn á, giống như là rất là thân thiện giống như cái khách du lịch luôn các bạn. Chỉ cần các bạn chào một cái thôi là người ta chào lại, mà khi họ nói chuyện họ rất là cỡ mở và họ không bao giờ biết mắc cỡ luôn nha các bạn. Nói chuyện rất là vui và nói chuyện rất là truyền cảm hứng luôn. Cũng như là Nhi nghĩ đây là một cái rất là hay cho du lịch đó các bạn. Nếu mà du lịch muốn phát triển mạnh hơn nữa thì chúng ta thấy có những con người tuyệt vời như vậy thì nó sẽ phát triển là tốt ha các bạn. Rồi tiếp theo đây Nhi sẽ review cái món ăn ngày hôm nay đến các bạn nha. Bye bye. Rồi bây giờ Nhi sẽ bỏ rau vào thưởng thức nha các bạn. Tức là mình bỏ những cái củ trước ha các bạn, để cho nó thì phải dính cái này hả các bạn ơi. Nên sẽ bắt đầu bỏ mấy cái củ vô trước các bạn, thì cái củ rất là lâu chín ha. Nên sẽ bỏ vô trước. Rồi sau đó nên sẽ bỏ cái tàu hủ vô. Wow, cái lẩu này thật sự nên thấy quá nhiều và hoành tráng các bạn ơi. Rồi sau đó nên sẽ bỏ nấm luôn nha các bạn. Mình sẽ đậy lại cho nó, chờ nó sôi nha các bạn. Thì trong cái thời gian mà chờ nó sôi, các bạn nên sẽ ăn thử cái món này cho các bạn xem nha. Cái món này nè ha, sẽ thử cái món mèn mén này trước cho các bạn xem thử làm sao nha. Nó làm từ ngô phải không? Ngô, vâng. Ăn nó lạ lắm các bạn, giống như là nó có ngũ cốc ấy. Nó giống như là một loại ngũ cốc đó các bạn. Cũng được rồi vậy nha, nhưng mà nó có cảm giác ăn rất là ngon. Bé béo. Như cái này có pha trứng nữa thì phải các bạn. Rồi quên nữa, qua đây thật sự những cái món này là những cái món Niên mới ăn lần đầu tiên trong cuộc đời nha các bạn. Nên đôi khi có thể Niên có review mà nó có sai sót xíu thì các bạn bỏ qua nha. Thì các bạn có thể góp ý trong phần bình luận nha các bạn. Đó. Trong thời gian chờ là cái lẩu chín ha. Thôi mình ăn tiếp luôn cái này các bạn. Cái này thắng cố thì em mới nói hồi nãy là thắng cố á, là thường nó sẽ làm là thắng cố ngựa ha, nhưng mà ở đây thì nó làm thắng cố bò nha các bạn. Thì thấy nên cảm giác của nên là giống như là cái bộ đồ lòng á các bạn, những cái bộ đồ lòng của con bò á, thì người ta làm nên cái món này nè, nhìn hấp dẫn quá ha. Để nên ăn thử cho nó ngon không các bạn. Đây nên ăn thử cái này thì nó thích cái này. Wow, ngon các bạn. Cảm giác của Niên là nó không bị tanh ha. Ăn nó không có bị tanh. Nên ăn thử cái lòng vậy nha. Ồ, cái món này ngon á, không có bị tanh các bạn. Ăn nó ngon lắm, nó không có bị tanh, mà cảm giác nó giống như nó có cái vị thuốc bắc đó các bạn. Ngon lắm.
Rồi. Rồi trong lúc giới thiệu mấy cái món đi kèm á các bạn thì giờ nó chín rồi, mình sẽ bỏ rau vô nha các bạn. Đó. Oh. Cái phần rau này cực kỳ chất lượng luôn các bạn ơi. Cực kỳ chất lượng luôn. Đặc biệt là cái rau ngũ gia bì này các bạn, nghe nói rất là tốt ha. Mình chờ nó chín xíu để thưởng thức được nha các bạn. Tiếp theo đó nên sẽ ăn thử cái món này luôn cho các bạn nha. Đó. Cái món này nghe nói là món giải rượu á các bạn. Wow. Trời ơi các bạn ơi, cái cải này nó đắng á. Ăn vô nó đắng mà cảm giác nó mát lắm các bạn. Đúng thiệt nha. Cái gì đắng thì nó mát hay các bạn. Nắng thì mà nó đắng thì nó mang yếu tố hàn nên là mát. Thôi cái này để lát luôn, lát đi bạn ơi. Lát sao vậy? Quá rồi. Đắng lắm, đắng lắm. Ok. Trời. À các bạn ơi, cũng chia sẻ với các bạn á. Tối nay cũng là một cái tối rất là vui nha các bạn, tại vì cũng là sinh nhật của Nin đó. Là Nin cũng rất là vui. Thôi chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng Nin có tuổi mới và chúc mừng khi Nin đi Việt Nam cũng được tuổi mới luôn. Nó cũng đã qua khoảng 2 tháng rồi nhưng mà cũng chúc mừng luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ kênh, ủng hộ Nin và mong rằng sắp tới kênh sẽ nhiều người biết hơn nha các bạn. Và trẻ em Nin sẽ có những cái động lực tiếp theo để làm được nhiều cái video ở những cái địa phương trên đất nước Việt Nam tuyệt đẹp của chúng ta để đến các bạn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Thì giờ Nin sẽ bắt đầu ăn cái lẩu nha. Trước khi ăn lẩu uống ly rượu các bạn. Rượu nó ngon mà nó cay đắng quá các bạn ơi. Rồi. Nên quá trời thèm rồi. Nha. Yeah. Thì bây giờ nè. Đó, cá nha các bạn. Cá rất nhiều ha. Để Nên ăn thử cái rau này cho các bạn nha. Ăn thử cái rau để review cho các bạn nè. Mà Nên thích cái lẩu này các bạn, nhìn nó rất là bự ha, mình múc rất là dễ nha các bạn. Múc cảm giác nó dễ lắm, dễ chịu lắm. Chứ không có phải giống như cái lẩu mà nó nhỏ mình múc nó khó chịu lắm. Cái lẩu này rất là lớn ha, mình múc cảm giác nó dễ chịu lắm các bạn. Nên cũng ăn thử mấy một số cái loại cũ rồi, ngon không nha các bạn. Rồi đầy quá rồi các bạn ơi. Thì cái này thôi nha, rồi đầy lắm rồi. Rồi nhìn để xuống cho đỡ nóng quá, nóng à. Rất là nóng luôn. Rất là nóng các bạn ơi. Rồi. Cái tầm á thì nãy Phụng có nói là ăn với nước tương bồ tạc nha các bạn. Thì nước tương bồ tạc ha. Nước tương chấm với bồ tạc, nhưng mà thật sự Nin thì lại thích ăn muối chấm với bồ tạc hơn, muối tiêu hơn. Cái tầm ăn với muối tiêu hơn, nhưng mà thôi nghe Phụng nói, chuyên gia phân tích thì Nin sẽ ăn thử coi nó ngon không nha. Tại thường Nin ăn cá tầm thì Nin sẽ ăn với cái muối hơn ha. Con cá tầm này các bạn, nó có cái hay cái nó các bạn. Ồ, Nin nấu hồi lâu hơi bị bở các bạn, thông cảm nha. Là cái xương của nó trắng trắng này các bạn, nó giống như cái gan vậy đó, ăn được luôn nha. Wow. Rất là ngon các bạn. Ngon cực kỳ luôn, giống như là mấy cái ngũ quả này các bạn. Nó ra nước các bạn, nó làm cho nó có một cái vị rất là thơm luôn. Làm cho nước lẩu cực kỳ thơm, rất là ngon. Với con cá các bạn, nó thấm vô không? Ăn ngon lắm nha, sao con cá này ăn ngon thiệt các bạn. Thật sự Nin sợ ăn cá tầm lắm. Hồi sáng nay là khi kêu lẩu cá tầm á, Nin sợ tại vì khi mà chế biến không đúng á các bạn, nó sẽ bị tanh nha. Cực kỳ tanh luôn. Tanh thì lúc đó bạn ăn sao không được, nhưng mà ở đây chế biến rất ngon. Cực kỳ ngon luôn á, Nin thấy rất là ngon nha các bạn. Mình rất là thích cái món này. Và đặc biệt con cá này giống như là nó được nuôi ở đây các bạn, rất là ngon. Ngon lắm luôn á, mình thích luôn, ngon, ăn hoài luôn nè. Và ăn thử cái rau này coi. Rau ngũ gia bì ha. Rau ngũ gia bì, nhìn thấy đi bán dọc đường rất là nhiều. Thì cái rau này thì nghe người ta nói á các bạn, thì nó chỉ mọc xung quanh nhà hoặc là những cái bờ rào thôi, nhưng mà nó rất là bổ dưỡng. Cái rau rất là giòn, nó có vị chua chua.
này rất là ngon. Rồi các bạn ơi, ai cũng đói hết rồi ha, thì chắc Ninh sẽ dừng cái phần review ở đây, Ninh tập trung ăn nha các bạn. Thì rất là mong rằng các bạn sẽ yêu quý Ninh ha, và chia sẻ thật là nhiều về cái những cái vlog của Ninh làm về du lịch nha các bạn, để kênh của Ninh càng ngày càng phát triển ha, để có đến với nhiều người hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh, và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.